nay em là tháng cưng văn văn nè cả nhà ơi. Này là cháu em, con cháu của gì nè. Ấy lắm chuột lại này, bánh kem bên đây là mình đặt cho con của mình, bên đây là của chị mình mua. Ôi đây, hôm nay là tổ chức đám đẹp tháng cho con của mình, nhà mấy đứa cháu về chơi. Đây bông hoa nè, nè nhà xe quá trời luôn nè, hình cưới của Mai gia đình. Hình cưới của hai vợ chồng đó. Nhà của mình đây. Dấu bông hồi lớp 1 lớp 12. Chưa cái gì ha. Sao móng mực hả? Ừ, thái bò đi. Một trăm mấy à? Ừ. Mà tột có 1.4. Bắn mắt thiệt nhưng mà người ta xử lý thuốc. Đột dịch hả đó? Cố rễ chết cây con rồi xong rồi đánh rồi. Ủa, chả cá nữa hả? Cái lại người ta dạy mình chồng. Dịch bự quá ha. Hôm nay người ta bán bông 4-5 ngày là ngon bông của ổng rồi chiên mấy mùi ngày nữa lại. Ôi, dịch khìa, dịch khìa. Ê, dịch khìa. Cái ruột ỏ vô bánh mì ăn ngon. Ăn rồi hả? Hèn tôi thấy không còn cái cây ruột. Ấy ruột mà bỏ vô bánh mì là ngon. Hết sẽ. Lên 5 cặp lá nha, ngọt rồi có thuốc. Hai mươi lăm mà nó còn bút tịch ha. Mua atomic á, xịt vô. Dạ chị tôi làm thợ nấu. Dịch bự quá ha.
Ủa con vịt hồi giờ mình làm gì vậy? Cúng rồi nhưng mãi kìa. Nhưng mà ý em hỏi là hồi nữa con vịt để làm gì á? Hôm qua nấu cháo rồi, hôm nay làm gì vậy? Hôm qua nấu cháo rồi. Ừ. Ý chiên vịt, ủa gà gì nè? Gà chiên nước mắm hả? Hèn bữa hổm tôi thấy ai làm gà chiên nước mắm nghe nói ăn vừa ngon hết trơn luôn đó. Làm chứ. Để thay mẹ không mua chiên gà chiên nước mắm nữa đó. Hôm nay hay là để trong gà rồi hả? Gà gà chiên nước mắm. Gà bả tính bả tính là lẩu bả á. Trời ơi. À, có dĩa sắt ăn lẩu á. À, má có dĩa sắt thì má trộn má bỏ vô hai dĩa sắt rồi xong đi. 8 giờ 9 giờ mới xuống. 9 giờ rồi. À, có đồ thì cúng đi mà. 7 8 mấy à. 8 giờ 9 giờ mới cúng vậy là 9 giờ mấy rồi má ơi. À nhưng mà ý là mẹ phải nói đợi. Trời cũng không hết gì. Nói chung là nè, dân dân. Ngày tháng dân dân. Sao không thấy qua vậy? Nè, ẩm đi ra ngoài. Trời ơi, bánh kem nè. Lên đây. Chị Ngâm chuẩn bị cho anh cái bánh kem. Ừ, con lấy ra con để cho. Đó, bên này cúng, mẹ cúng, mẹ đang cúng. Cái này sắc xảo hơn mẹ ha. Ở Vĩnh Long, sắc xảo hơn. Ở Vĩnh Long sắc xảo hơn ha. Trời ơi. Này là tổ chức chị nhìn. Hello mọi người. Ok. Đây em bé rồi. Em vừa ăn cái gì vậy? Quay dĩa sát lên. Chút xa xa ra cá, quay dĩa sát lên. Nhẹ nhẹ thôi, đừng có ôn ấy quá. Em gì hả? Giờ chơi gì khác? Nằm ai e hả? Hôm nay mặc đồ rồi. Ai e e gì mẹ e? Cơ bắp không? Có cơ bắp. Hãy nhìn cơ bắp. Gì? Gì e? Không ngủ, bữa nay không ngủ. Nè chơi. Quá đông. Đông vui ghê ha. Trời đất cái màu mè vậy hết đất. Cháu gái rồi.
Ngọc ơi lại đây. Yến hai, em nhớ anh luôn. Yến hai, Konnichiwa. À, tiếng Nhật kìa, tiếng Su à. Tiếng Su là tiếng Nhật, tiếng Su là tiếng Pháp. Bonjour là tiếng Pháp. Nǐ hǎo là tiếng Nhật Trung ạ. Sawadee ka là tiếng Thao Thái nè. Tiếng Thái nè. Ờ ơi, mỗi thứ tiếng là nói đừng thứ tiếng nha. Trời ơi, cảm ơn. Mình tiếng Nhật lẹ đi cho tôi. Nè, chơi điện thoại quá trời nè. Trời ơi, mấy chị em chơi điện thoại. Trời ơi, em bé đang ngủ nè. Trời ơi, đầy tháng cho em bé ngủ. Diễn ai lại đây nè. Em sao? Em sao nè? Trời ơi, là nước uống trời ơi. Nước ba, hai ba ca, nước uống quá. Trời em được gái. Nè, nước chưa được không? Làm nước Yến cho. Rồi mày giá con. Châu dân dân. Nè. Ừ. $7 được các bạn nha. Nè, tất tất. $7 có lý quá trời. Rồi ra ngoài luôn. Ăn đi con. Yến trời ăn ngon Yến Yến ơi đất đất trời ơi mấy chị em đó, ở ngoài kia một bàn nữa, đây bàn Lula 7 con nít. Mời cả nhà ăn đám. Cháu tôi ăn nè, ngon quá. Ngon quá kìa Đức kìa. Gật đầu, gật đầu, gật đầu. Con trai ơi, đừng hết trái trời luôn. Có cái cái ấy à, em chưa tập được cái gió rồi. Trong lái tải hàng năng lượng cái vô trình thì đó. Còn mấy cái gì này tải gì nữa cũng ai ăn vui. Nhận ngang hết tải vậy đâu rồi tới 25 vui. Hết tải rồi. Ngang hết gì đó luôn. Hết tối ngày ăn cái gì đó không? Thank you.
nên không có mấy nhỏ qua bụng. Mời cả nhà ăn bánh kem. Cô chú và dân dân hồ trò cô nằm kìa, nằm tướng ngủ ừ, cái gì rồi.